Bonsoir tout le monde, xin chào mọi người. Bữa nay mình sẽ làm món hủ tiếu mà mình nấu không có xương heo, mình chỉ nấu xương gà, nấu với thịt gà. Aujourd'hui je fais la soupe Saigon. Ici j'ai du poulet. J'ai enlevé la peau comme l'habitude parce que c'est très gras. Sauf les ailes poulet, j'ai pas enlevé. Chỉ có cánh gà mình chừa lại da thôi, còn thôi là mình bỏ ra da hết. Ở đây mình cắt xương, mình lấy xương của gà một để một bên. Còn đây có đùi gà, có ức gà, mình cũng bỏ vô nấu chung. J'ai déjà coupé l'os d'un poulet et je mets tout le dedans. Mình bây giờ mình bỏ vô đây hết. Et je mets tout ça le dedans. Par contre l'os c'est très bon pour les bouillons. Xương nấu nước lèo là rất ngọt, rất non. Ở đây mình có một củ hành tây, đầu hành lá. Đun ra mình bỏ vô thêm rễ ngò, nhưng mà đây không có bán rễ ngò cho nên mình không có bỏ. Normalement ici j'ai les carottes, les céleri, oignons, la tête de ciboulette. Normalement j'ai aussi les, normalement on met les racines de coriandre, mais ici il n'y a pas, pour ça j'ai pas mis. Bây giờ mình bỏ carottes, củ cải trắng, navet. Carottes, củ cải trắng, trời ơi hơi lốn nha, nước lèo lá hồi nó ngập. Thế là bớt rồi, mình không vô thô luôn. Maintenant je mets tout ça dedans. Je laisse cuire, bây giờ mình để nấu. Les carottes, les navets, ça donne le goût très bon pour les bouillons. Bỏ cà rốt chứ bỏ củ cải trắng vô, nó có nhiều làm cho nước lèo mình có chất ngọt rất ngon. Bây giờ nước sôi mình vớt bọt ra. J'enlève tout ça. Une cuillère de soupe pour le poulet, một muỗng canh bột nêm, một muỗng cốt hủ tiếu. Là et une cuillère de soupe de pour le pot flower. C'est quoi ça, c'est dit comme ça. Vous pouvez trouver dans le magasin asiatique. Cái này mình mua kiếm ở trong cửa hàng Việt Nam đó nha. Một muỗng canh đường, une cuillère de soupe de soupe. Bây giờ mình làm hành tây phi. Mình làm phi, oignon phi. Avec de l'ail. Mais je fais cuire oignon d'abord. Bây giờ mình chiên hành tây trước đã. Đến đây mình có hủ tiếu tươi cộng bự. J'ai la pâte de vermicelle de riz, mais le gros morceau để phải cuire. Mình phải là soup Saigon. Bây giờ mình luộc lên. Quand c'est mou, c'est cuit. Mình mới đổ dầu. Ủa trời, chuyện gì nè. Đổ dầu ăn ra, giờ lấy hành lại, lược hành lại. Je vais inviter tout de l'huile, je garde les oignons. Đúng ra là phải có thịt heo bằm, nhưng mà bữa nay thèm ăn cánh gà, cho nên làm
Normalement, l'habitude, ça soupe, c'est la viande avec le porc, mais aujourd'hui, j'ai envie le zen de poulet, des poulets, pour ça, je fais au goût au poulet. Bon appétit, chúc mọi người ăn ngon.